Phần đồng hành xuyên Việt 63 tỉnh thành thì nên mang theo những gì? Trái với nhiều lời khuyên trên mạng, nếu các bạn còn đang ấp ủ chuyến đi như mình thì đừng mang quá nhiều đồ theo. Chỉ cần mang khoảng 4 bộ quần áo, một chiếc áo khoác vừa đủ, cho hết vào túi chống nước rồi cột luôn phía sau xe. Sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn một dây đàn đồ của hãng Daravin, chuẩn chất lượng châu Âu. Đồ có giãn cực tốt và chắc tay, mang ra tập gym được luôn nè. Với chiếc dây này thì các bạn có thể tăng chỉnh thoải mái. Nếu thừa dây thì chỉ cần rút lại rồi kéo vào khớp là cực kỳ chắc chắn luôn. Móc nhựa có lõi thép và răng chống trượt nên cứng cáp và siêu bền nè. Dây này có sẵn ở TikTok shop mình nha. Kinh nghiệm sau chuyến đi 99 ngày của mình là những đồ công nghệ hay dùng, củ sạc, thuốc tây này kia sẽ cho vào ba lô nhỏ trong nước để mang sau lưng, cần phát là lấy được ngay. Còn quần áo, đồ đạc không giá trị hoặc không cần thiết thì ràng chặt ở ba ga, khi nào tới khách sạn mới lấy xuống. Nhớ chuẩn bị một chiếc tra box xịn để sống ảo khi độc hành nha. À, một chiếc ổ cắm 4 lỗ sẽ cực kỳ cần thiết cho chuyến đi, vì nhiều khách sạn homestay rất ít chỗ sạc hoặc lỗ sạc sẽ cách xa giường ngủ. Thêm một đôi giày chất lượng, một đôi dép để đi dạo buổi tối là ok rồi nè. Còn thiếu đâu thì mua đó, đừng có như mình mang quá trời thứ rồi phải gửi bớt về nhà. Cuối cùng hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp, một chiếc thẻ đầy tiền để khám phá Việt Nam xinh đẹp thôi nào. Mình làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Còn hỏi thêm gì về chuyến xuyên Việt của mình thì comment nha. Mình là Phước Du Hí, một chàng trai mê du lịch, nhớ follow mình nhé.